Lịch trực tiếp bóng đá SEA Games, tuyển nữ Việt Nam tranh vé chung kết. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang rất quyết tâm đánh bại Myanmar ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 để tiến gần hơn đến tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng bằng màn chạm trán tuyển Myanmar ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. Đây được xem là cặp đấu nhiều duyên nợ khi mà hai đội từng gặp nhau đến 22 lần. Tuy nhiên, tuyển nữ Myanmar không quá lo ngại với tuyển nữ Việt Nam. Trong 22 lần chạm trán nhau trước đó, tuyển nữ Việt Nam giành đến 16 chiến thắng và chỉ 3 lần thua, trong đó có đến 2 chiến thắng cách biệt đến 9-0. Ở lần gặp nhau gần nhất, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2022 sau trận hòa kịch tính 2-2 trước tuyển nữ Myanmar. Với những thành tích ấn tượng trước đó, tuyển nữ Việt Nam đang rất tự tin tiếp tục đánh bại Myanmar để giành quyền vào chung kết và tiến gần đến tấm huy chương vàng thứ 7 trong lịch sử. Các kỳ SEA Games, trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày 18 tháng 5 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh, được trực tiếp trên kênh VTV6. Trước đó, vào lúc 15:30, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đối đầu tuyển nữ Philippines để tranh tấm vé đầu tiên vào chung kết môn bóng đá nữ. Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp về nhì sau Việt Nam, đội tuyển nữ Thái Lan đang rất quyết tâm để trở lại ngôi hậu trong kỳ SEA Games 31. Lịch trực tiếp bán kết bóng đá nữ. 15:30 Thái Lan, Philippines, VTV6. 19:00 Việt Nam, Myanmar, VTV6. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.